Ôi trời ơi, mát cái bánh xe này. Úi trời ơi, mát kinh vậy. Sắp rớt ra rồi. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Đạt. Bây giờ là 12 giờ đêm các bạn. Thì Đạt đang có một chuyến đi công tác, đăng ký xe và lấy biển số xe cho khách ở Đà Lạt. Thì xe thì đã được chuyển lên trước cách đây vài hôm rồi. Thì hôm nay có hồ sơ, có hải quan. Thì Đạt tiến hành mang hồ sơ lên và làm các thủ tục đăng ký ra biển số xe cho khách. Thì xin mời quý khách hàng và các bạn cùng đi theo Đạt để xem thử công việc hàng ngày của một người salesman bình thường nó như thế nào nha các bạn. Thôi bây giờ ở đây thì mình sẵn mình review luôn cái xe phong nằm VIP của Thành Bưởi nha các bạn. Thì vì ban đêm nó hơi tối, các bạn thông cảm nha. Ở đây thì mình có một cái màn hình đó, nhưng mà cái màn hình này thì là sử dụng hình như là chung, cho nên là mình thấy nó chỉ là một cái màn hình thôi và mình không có được sử dụng riêng. Chiếc xe bus này là của Thaco đóng, cho nên là cái nội thất mình thấy nó liệt lạc và đẹp. Ở đây thì mình có cái đèn led, giải đèn led đây các bạn. Ở đây thì mình sẽ có một cái khoảng không gian ngồi nằm tương đối là rộng rãi các bạn ha. Tại vì xe này nó chỉ đâu đó mình nhớ không nhầm thì nó đâu đó mình nhớ không nhầm thì nó còn cỡ 20 hay 22 dư hay phòng nằm. Ở đây thì mình có cái rèm này để kéo ra kéo vô như này đó. Tại vì ban đêm rồi cho nên là mình không có nói to để cho mọi người trên xe nghỉ ngơi các bạn ha. Mình nói hơi nhỏ các bạn thông cảm nhé. Ở đây thì mình có cái gì nào? À, mình có các cái cùng công tắc. Đây là công tắc gì đây ta? À, ở đây này nó có cái công tắc, cái đèn ở dưới chân này các bạn. Đấy, mở lên. Ở đây thì mình có đèn led này. Đó, lên. Wow. Đó, ở đây mình có cái cổng ở đây. À, mở tivi nè các bạn. À. Rồi, tối luôn à. Ở đây mình sẽ có cổng sạc. Đây mình có một cái cổng sạc ở đây. Một cái cổng sạc ở đây. Wow, và ở đây có tới hai cổng sạc các bạn, một cổng 1A và một cổng 2.1A. Ở đây mình có cái đèn ở đây. Đèn đọc sách ha. Wow. Hay quá ta. Ồ, điều chỉnh được độ sáng nữa các bạn. Ở đây mình có một cái đèn đọc sách ở đây. Đó. Ở đây mình có rèm. Đó thì thay. Ở bên đây mình có cái rèm. Cái rèm này đó. Kéo lên. Rồi kéo xuống như này các bạn. Đó. Ở đây thì mình tiếp tục. Mình có cái ngăn để chứa đồ. Đó. Thì nhà xe có cho mình một cái mền và một cái gối ôm nho nhỏ. Rồi, ok. Rồi, như vậy là mình vừa review xong cái xe phòng nằm của nhà xe Thành Bưởi. Ok các bạn, thôi bây giờ mình đi ngủ đi. Sáng ngày mai mình sẽ tiếp tục công việc, các bạn đi theo mình nhé. Tới khách sạn rồi. Đây là khách sạn của anh chủ xe, khách sạn Mai Thắng ở số 6 đường Hai Bà Trưng các bạn. Đây mình sẽ quay một vòng cho các bạn coi cái phòng này nhé. Ở khách sạn này thì cái phòng này mình nhìn thấy rất là ok các bạn. Phòng rộng các bạn, rộng. Nội thất thì hiện đại, gam màu ấm cúng. Mình cũng không có rành về cái vụ mà review mấy khách sạn này đâu lắm các bạn. Thì các bạn có gì quay cho các bạn coi nhé. Ở đây thì mình có tủ nè. Trong này thì có tủ lạnh để sẵn đồ. Ở đây thì mình có sẵn đôi dép. Dép để đi trong nhà cho ấm. Có một cái điều là
tất cả khách sạn Đà Lạt. Không, không có khách sạn nào có máy lạnh hết các bạn ha. Rồi, nhưng mà cái khách sạn này của anh này mình thấy rất là đầu tư về cái nhà vệ sinh này. Đó, các bạn thấy không, nhà vệ sinh đơn giản nhưng mà đẹp, sang trọng ha. Ở đây mình có một cái bồn tắm rất là to này. Đây có cái khăn đó, rất là nhiều khăn tắm, rất là kỹ, rất là chủ đáo các bạn ha. Ở đây cũng vậy. Ở đây thì là gội đầu này, tăm bông này, bọc lược này. Đó, đây là khách sạn Mai Thắng 06 08 đường 2 Bà Trưng các bạn ha. Wow, ở đây mình có một cái ngăn rất là hay. Ở đây có sẵn rượu vang, có sẵn mì và có sẵn này luôn. Trong tủ này có sẵn bộ pyjama luôn này các bạn. Có pyjama đặc sắc. Wow, đầy đủ tiện nghi các bạn ơi. Đẹp, thích nhất là cái khung kính đấy này. Ở đây thì mình có tivi, kích thước cũng tương đối là lớn. Nói chung khách sạn ổn. Đó, rồi giờ mình tranh thủ mình chợp mắt một xíu rồi mình sẽ đi đóng thuế xe, sau đó đi lấy biển số và đi đăng kiểm xe. Các bạn cùng đi theo mình nhé. Ok, đây là chi cục thuế Đà Lạt các bạn nhé. Rồi giới thiệu các bạn đây, đây một vị giám đốc trẻ nè, anh Hưng. Anh Hưng anh Hưng là chủ của khách sạn Mai Thắng vừa rồi đạt review các bạn. Thì các bạn khách sạn rất là đẹp các bạn ha. Các bạn có đi lên Đà Lạt á mà muốn khách sạn của anh Hưng là tiêu chuẩn 3 sao, rất đẹp, rất mới luôn các bạn. Nếu mà các bạn có lên Đà Lạt á thì ghé khách sạn của anh Hưng ở địa chỉ là số 8 Hai Bà Trưng. Số 8 Hai Bà Trưng các bạn ha. Số Đà Lạt. Dạ. Hãy quay lần, anh quay xe liên hệ lần nha. Đây, đây các bạn, anh tôi. Ôi trời ơi, mát cái bánh xe này. Ôi trời ơi, mát kinh vậy. Sắp rớt ra rồi. Các bạn, đây là công an Đà Lạt. Bây giờ anh chủ xe trẻ tuổi anh sẽ vào bấm biển số thôi. Mình ở ngoài đây đợi các bạn, cơ quan công quyền mà. Những năm gần đây thì Đà Lạt rất là phát triển, cho nên các bạn thấy cái lượng xe mà đăng ký mới quá cho nhiều luôn. Đó, phía kia là có chiếc Kia Tucson nè, xe Subaru VX nè, dòng đấy hiếm mà ở đây bán vẫn được. Xe rất là đông các bạn ha. Ok các bạn, thì sau khi lấy biển số xong á thì mình sẽ cho gắn biển số và đi qua xét xe nữa là xong. Quy trình bọc biển số mới kê gọi như ép luôn. Để chiều em qua đây em nói người ta cấp cho anh thêm cái biển dài nữa. Phí đóng bao nhiêu thì em báo sau, nhưng mà nó hơi lâu quá nha. Yeah. Anh thấy không, cái khung này nè, cái thiết kế ở nước ngoài á, nó là nó dọc như này nè. Việt Nam mình tự nhiên, nếu mà anh thử ướm cái biển dài lên cho anh xem, anh thử ướm cái biển dài lên. Đó, đẹp thấy chưa, đúng không? Đó, các bạn thấy không, nếu mà xe CRV là phải chơi hai biển dài nó mới giống tay đúng không? Đó, nhưng mà đưa cái biển vuông này lên trước gắn này nó lại không giống ai. Bây giờ là tiếp tục hành trình buổi chiều của hai anh em Honda. Bạn Nguyên ở Honda quận 7 các bạn. Em ơi, tiếp tục bây giờ là buổi chiều anh em mình đi đăng kiểm nữa.
Ok các bạn, hiện tại thì mình đang ở phía sau lưng mình đây là trạm đăng kiểm của Đà Lạt. Thì đây là công đoạn cuối cùng để mình sau khi mà cấp biển số xong á thì mình đi khám lưu hành để dán cái tem ở bên kính lái các bạn. Đây, chiếc xe mình đang đăng ký đây. Anh chủ xe rất là nhiệt tình, lái giúp mình luôn. Đây là cái khung cảnh của trạm đăng kiểm các bạn ha. Các bạn, thì hiện tại bây giờ hai anh em đang đợi để đăng kiểm xong rồi. Thì bây giờ hai anh em đang đợi để dán tem xe và xong các cái thủ tục hoàn thành giao xe. Anh Hưng là như Đạt đã chia sẻ lúc nãy, anh Hưng là chủ khách sạn Mai Thắng ở số 08 đường Hai Bà Trưng nha các bạn. Thì anh Hưng là một vị doanh nhân rất rất trẻ luôn, rất thành công. Thì anh Hưng có thể chia sẻ giúp dùm cho mấy bạn là tại sao anh lại chọn chiếc Honda CR-V nhỉ? Cái đầu tiên á là trong cái tầm giá này á thì em cũng chạy qua hết các xe ha, yeah, để mình thử. Yeah. Thì cái xe này cái cảm giác lái nó hay nhất. À, với lại nó phù hợp với lại cái địa hình nơi em sống nữa. Ở Đà Lạt. Mà thích nhất là cái cảm giác lái của nó đó. Yeah. Cảm giác lái có tục bô lúc mà nhồi ga nó nổ lên, nó cảm giác nó phấn khích lắm chứ không phải là tiếng ồn của động cơ. Với lại đó. Cái thứ hai là cái xe này nó có cái số S đó, nó khác hoàn toàn những cái xe còn lại. Nói chung là mình cảm nhận được khác giữa số D và số S, nó khác nhau hoàn toàn. Những cái xe khác thì hơi khó cảm nhận hơn chút. Ngắn gọn vậy thôi các bạn, ngắn gọn xúc tích đi đúng mục đích đó. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha. Thì Đạt xin phép khép lại cái vlog ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn nút like và subscribe kênh YouTube của Đạt nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.